Cô chào các em đã đến với bài tiếp theo của chương trình lịch sử địa lý 6, phần lịch sử. Có bao giờ các em đặt cho mình một câu hỏi: chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Loài người đã được tiến hóa như thế nào? Có rất là nhiều giả thuyết trên thế giới nói về sự xuất hiện của con người. Nếu như ở châu Âu thì người ta tin rằng ông Adam và bà Eva là hai con người đầu tiên trên thế giới. Ở Trung Quốc thì có câu chuyện về bà nữ oa nương nương đội đá vá trời, và người Trung Quốc xem là bà nữ oa nương nương là thủy tổ của con người, vì bà đã có công nặng đất và thổi linh hồn vào để trở thành con người. Còn ở Việt Nam, cô đố các bạn, truyền thuyết nào đã lý giải về sự xuất hiện của con người chúng ta? Đó chính là truyền thuyết con rồng cháu tiên. Cô nghĩ là các bạn chúng ta đã từng được học qua câu chuyện con rồng cháu tiên này rồi đúng không nào? Qua câu chuyện truyền thuyết con rồng cháu tiên đã lý giải về nguồn gốc xuất thân của người Việt Nam, là chúng ta đều cùng một người mẹ sinh ra, đó chính là mẹ Âu Cơ. Thế nhưng theo mặt khoa học thì con người chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Các nhà khoa học tin rằng con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ. Đây chính là một nguồn gốc có xuất thân ở châu Phi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài 3 nguồn gốc loài người để lý giải cho câu hỏi trên nhé. Mục tiêu bài học, các bạn chúng ta sẽ nắm được hai nội dung như sau. Thứ nhất, các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu về sự xuất hiện của con người trên trái đất. Thứ hai, các bạn chúng ta phải nắm được các địa điểm có sự hiện diện của người tố cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam. Đầu tiên, các bạn sẽ đến với phần 1 La Mã, quá trình tiến hóa từ vượn người thành người. Sau đây, các bạn chúng ta quan sát cho cô phiếu học tập. Các bạn sẽ tìm hiểu về thời gian xuất hiện, địa điểm tìm thấy hóa thạch sớm nhất, đặc điểm não, đặc điểm vận động, công cụ lao động của vượn người, người tối cổ và người tinh khôn. Hồi nãy cô đã bật mí cho các bạn rồi về câu trả lời của câu hỏi: theo em, con người có nguồn gốc từ đâu? Vậy thì bạn nào có thể nhớ lại giùm cô xem cô đã giảng với các bạn là con người có nguồn gốc từ đâu? Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ hay còn gọi là vượn người đó các em. Cô mời các bạn quan sát chân dung của loài vượn người. Em hãy nêu cho cô quá trình tiến hóa từ vượn thành người. Cô mời các bạn cùng quan sát với cô ba bức hình. Hình ảnh bên tay trái chính là loài vượn người. Hình ảnh ở giữa đó chính là chân dung của người tối cổ được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Và hình ảnh thứ ba bên tay phải đó chính là cái bức tranh so sánh sự khác nhau về cấu tạo cơ thể giữa người tối cổ và người tinh khôn. Cách đây khoảng 6 triệu đến 5 triệu năm về trước thì ở những cánh rừng rậm châu Phi, loài vượn cổ đã xuất hiện. Bây giờ thì loài vượn cổ có thể đi trên mặt đất nhưng vẫn chưa từ bỏ hẳn đời sống leo trèo. Cơ thể của loài vượn cổ này được bao phủ bởi một lớp lông dày, dáng đi hơi khom về phía trước, và thể tích não của loài vượn cổ này khá thấp, chỉ có khoảng 900 cm khối. Và lúc bấy giờ thì loài vượn cổ họ vẫn quen với lối sống leo trèo nhiều hơn là di chuyển trên mặt đất. Và đặc biệt là loài vượn cổ chưa có biết sử dụng công cụ lao động đâu các em. Phải trải qua một thời gian sau thì loài vượn cổ đã bắt đầu tiến hóa trở thành người tối cổ. Người tối cổ xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm. Các nhà khoa học tin rằng người tối cổ xuất hiện đầu tiên ở châu Phi.
Sau đó thì do cái quá trình mở rộng thì họ đã di chuyển qua nhiều châu lục khác trên thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Các bạn cùng quan sát với cô về hình ảnh cấu tạo cơ thể của người tối cổ. Người tối cổ có dáng đứng tương đối thẳng. Hai bàn tay dần dần khéo léo hơn, có thể cầm nắm các loại công cụ lao động. Mình được bao phủ bởi một lớp lông mỏng và thể tích não có phần phát triển hơn so với loài vượn cổ. Thể tích não của người tối cổ bấy giờ rơi vào khoảng 850 cho đến 1100 cm3. Bấy giờ thì người tối cổ biết sử dụng đá để làm công cụ lao động. Họ biết ghè đẽo đá để mà phục vụ cho những nhu cầu sử dụng của người tối cổ. Và người tối cổ, một nhánh của người tối cổ đã bắt đầu tiến hóa trở thành người tinh khôn. Thì người tinh khôn xuất hiện cách đây khoảng 150.000 năm. Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể cơ bản giống với người ngày nay của chúng ta đó các bạn. Thể tích não của người tinh khôn rơi vào khoảng 1450 cm3. Các bạn sẽ thấy hình ảnh về hộp sọ của người tinh khôn. Cấu tạo cơ bản dần giống với người chúng ta ngày nay ha. Bộ lông trên cơ thể dần dần biến mất. Và người tinh khôn họ đã sử dụng bàn tay một cách uyển chuyển và linh hoạt hơn, cho nên là họ đã biết cải tiến công cụ lao động. Bên cạnh kỹ thuật ghè đẽo thì người tinh khôn còn biết sử dụng kỹ thuật mài để mà tạo ra công cụ lao động. Chính vì vậy, công cụ lao động của người tinh khôn đã được sắc bén hơn. Như vậy, các bạn chúng ta có thể thấy quá trình tiến hóa của con người từ loài vượn chuyển qua thành con người trải qua 3 giai đoạn chính. Đó là giai đoạn từ loài vượn cổ, tiến hóa trở thành người tối cổ và tiến hóa trở thành người tinh khôn. Đến đây thì việc như thế nào nên các bạn? Đúng rồi, đánh dấu quá trình chuyển biến từ vượn người thành người đã hoàn thành. Sau đây, cô mời các bạn chúng ta cùng quan sát một bức tranh thể hiện đời sống của người Neanderthal xuất hiện cách chúng ta khoảng 400.000 năm trước công nguyên. Đây là một trong những chủng tộc người sống vào cái thời kỳ đó. Các nhà nhân chủng học đã tìm thấy di tích của người Neanderthal trong các hang động ở châu Âu và Tây Nam Á. Họ sử dụng da động vật để làm quần áo và sử dụng lửa để mà sưởi ấm và nấu chín thức ăn. Người Neanderthal có một cái phong tục khá là đặc biệt như sau, đó là cách họ chôn cất người chết. Khi mà họ chôn cất người chết thì họ sẽ chôn cùng theo các công cụ lao động. Và các nhà khoa học nghĩ rằng người Neanderthal tin vào thế giới bên kia. Khi mà người chết mà họ mất đi thì qua thế giới bên kia họ vẫn sẽ sống và lao động. Cho nên là người Neanderthal họ đã chôn cất người chết kèm theo các công cụ lao động đó. Tuy nhiên thì người Neanderthal đã biến mất không biết tại sao. Thì các nhà khoa học lý giải rằng đây có thể là bắt đầu của một cái thời kỳ mới của kỷ băng hà, tạo ra một môi trường lạnh giá khiến cho người Neanderthal họ không thể sống, họ không thể tồn tại được nữa. Tiếp theo đó chính là một chủng người còn gọi là người lùn Floresinus xuất hiện cách đây 200.000 năm trước công nguyên. Có một câu chuyện kể lại về đời sống của người lùn Floresinus này. Trên một hòn đảo nhỏ Flores của Indonesia, những người tối cổ đã trải qua một quá trình tiến hóa ngày càng khó khăn. Khi những người đầu tiên đến đảo Flores thì mực nước biển còn rất thấp nên thật dễ dàng di chuyển từ đảo vào đất liền. Nhưng rồi mực nước biển dâng cao trở lại, nhóm người này đã bị kẹt lại trên đảo nhỏ mà nguồn thức ăn vốn đã rất hạn chế. Chính vì vậy, người nào có tầm vóc to lớn, cần nhiều thức ăn sẽ chết trước. Nên nhóm người tối cổ này cứ nhỏ dần cho đến khi họ trở thành những người lùn với chiều cao tối đa chỉ từ 80cm đến 100cm và nặng không quá 25kg.
Tuy nhiên thì họ vẫn có khả năng sản xuất được những dụng cụ bằng đá và có thể xoay sở để săn bắt được một vài con voi đó các em ạ. À, như vậy thì chúng ta cũng thấy chủng người lùn Floresinus này cũng đặc biệt quá ha. À, vậy thì căn cứ vào thời gian tồn tại của người Neanderthal và người lùn Floresinus thì các nhà khoa học đã đưa ra một kết luận, đó là khi người tinh khôn xuất hiện và tồn tại cùng với nhiều chủng tộc người khác nhau như cô có giới thiệu với các bạn là người Neanderthal và người lùn Floresinus. À, trong quá trình tiến hóa này thì người tinh khôn chính là chủng người duy nhất tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Sau đây các bạn chúng ta sẽ cùng so sánh phiếu học tập của cô với các bạn. Các bạn chúng ta cùng xem coi là mình đã hoàn thành đủ hay chưa ha. Các bạn sẽ viết cho cô cái phiếu học tập này vào trong tập của mình nhé. Cô đã ghi rất rõ cho các bạn về các nội dung, về thời gian xuất hiện, địa điểm, đặc điểm não hình dạng bên ngoài, về đặc điểm vận động và công cụ lao động của vượn người, người tối cổ và người tinh khôn. Các bạn chúng ta sẽ viết bản này vào trong tập và các bạn sẽ học cho cô bản so sánh này nhé. Các bạn sẽ qua cho cô phần 2 La Mã, tìm hiểu dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á. Chúng ta cùng đến với lược đồ dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á. Các bạn cùng quan sát với cô phần chú giải. Những chấm đỏ có địa danh được in bằng màu đỏ, đây là nơi có dấu tích của người tối cổ. Việt Nam là một ví dụ cho tên quốc gia ngày nay. Các bạn chúng ta cùng quan sát ở Đông Nam Á gồm có những quốc gia như là Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia và Đông Timor. Các bạn cùng quan sát được đồ trên và hãy kể tên những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á. Đó là những địa danh nào? Ở Myanmar có địa danh tên là Pondaung. Thái Lan, địa danh Tham Lót. Còn ở Việt Nam có hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai. Núi Đọ cũng là nơi được tìm thấy dấu tích của người tối cổ đó các em. Huyện An Khê và huyện Xuân Lộc ở Việt Nam cũng là nơi đã tìm thấy những dấu tích của người tối cổ. Tiếp theo, ở Philippines, đó chính là khu vực Tabon. Nia ở Malaysia. Ở đất nước Indonesia có Junin và Lianbua. Như vậy chúng ta có thể thấy những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở khắp các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Điều này chứng tỏ Đông Nam Á là một trong những chiếc nôi của loài người. Cô mời các bạn cùng quan sát hình số 4, công cụ đá núi đỏ. Hình 5, đây là răng hóa thạch của người tối cổ đã được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên. Và hình số 6, đó chính là rìu tay được tìm thấy ở di chỉ An Khê. Quan sát những tấm hình trên thì cho cô biết việc phát hiện ra công cụ đá và răng hóa thạch của người tối cổ ở Việt Nam đã chứng tỏ điều gì? Việc phát hiện ra công cụ đá và răng hóa thạch của người tối cổ ở Việt Nam đã chứng tỏ Việt Nam cũng là một trong những chiếc nôi của loài người. Các bạn chúng ta cùng ghi bài.
Các bạn chúng ta có thể tạm dừng slide này để mà các bạn ghi những nội dung bài vào trong tập nhé. Cùng cô có một câu hỏi vận dụng muốn đặt ra với cả lớp, đó là các bạn cùng quan sát hình sau. Câu hỏi của cô đặt ra là: phần lớn người châu Phi có làn da đen, người châu Á có làn da vàng, còn người châu Âu có làn da trắng. Vậy thì liệu họ có chung một nguồn gốc hay không? Các bạn sẽ trả lời câu hỏi này vào tập môn lịch sử nhé. Phần hướng dẫn về nhà, các bạn học bài 3, viết bài vào tập. Và các bạn chúng ta tiếp tục hoàn thành bài tập vận dụng của bài 2, thời gian trong lịch sử. Tiếp sau cô sẽ sửa bài. Khi cô sửa bài thì cô hy vọng các bạn trước đó đã làm bài tập, để khi cô sửa thì các bạn sẽ biết được mình đúng hoặc là mình sai, để mà nhớ bài lâu hơn nhé. Cô chào cả lớp.